Trải qua chặng đường dài gần 2.000 km, cơn bão Yagi bão số 3 hôm nay 14 tháng 9 vẫn còn tàn dư và đang hồi sinh thành một áp thấp nhiệt đới. Sau khi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng và lướt thẳng tới Hà Nội vào đêm 7 tháng 9, bão đã suy yếu trên hành trình di chuyển về phía Tây. Thế nhưng sau khi lướt qua nhiều nước ở Nam Á, sáng nay ngày 14 tháng 9, tàn dư của bão Yagi lại mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển của Bangladesh và đang tiếp tục gây ra thời tiết xấu ở khu vực này. Dự kiến hệ thống áp thấp này có thể tồn tại trong khu vực đất liền của Ấn Độ trong vài ngày trước khi suy yếu dần. Bão Yagi cũng được ghi nhận là cơn bão lịch sử 30 năm ở Biển Đông và là siêu bão cấp 16-17.